Nửa đêm nghe tiếng động lạ trong phòng của bạn, cô gái kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng kỳ dị, liền vội vàng cầu cứu dân mạng. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ khoảnh khắc rùng rợn của mình lên Twitter, khiến cho người xem không khỏi nổi da gà. Theo chủ nhân bài đăng kể lại, ngôi nhà hiện tại là cô đang ở ghép với một người bạn nữa. Hai hôm trước, người bạn này báo về quê nên cô phải ở nhà một mình. Mãi cho đến khoảng 11 giờ đêm ngày đầu tiên, cô bất chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ căn phòng của bạn mình. Ban đầu cô nghĩ rằng có thể một sinh vật nhỏ bé nào đó đi lạc vào nhà. Tuy nhiên, tiếng động này ngày càng lớn, khiến cô không tài nào ngủ được. Cuối cùng, cô quyết định đi kiểm tra xem sao. Vì cửa phòng bị khóa nên cô đã dùng điện thoại để soi từ khe cửa. Và cảnh tượng diễn ra sau đó khiến cô khiếp vía. Có một người nào đó đang đứng ngay trong phòng của bạn cô, và chân thì liên tục chuyển động. Bất ngờ, một lớp da lớn từ phía trên rơi mạnh xuống đất, khiến cô gái giật mình. Mảng da này nhanh chóng bị kéo lên, nên có thể thấy rõ đây là một cái tay người. Kinh hãi trước những gì vừa chứng kiến, cô gái đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Sau khi định thần lại, cô đã chia sẻ đoạn video vừa quay được lên mạng và nhờ mọi người giải đáp. Rất nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đã cảm thấy ớn lạnh và cho rằng đó có thể không phải là con người, và khuyên cô nên thử gọi cho bạn mình để xác nhận lại liệu cô bạn có về nhà trong đêm không. Tuy nhiên, trái ngược với giả thuyết trên, một số người lại tỏ ra nghi ngờ và cho rằng cô cùng với bạn của mình đã dàn dựng đoạn video để câu view mà thôi. Còn bạn nghĩ sao về cảnh tượng trên? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi biết nha.